đến với Quan Thái Nông Cơ nhé anh em. Đấy, thì hôm nay theo yêu cầu của một số anh em nhà mình á, thì hôm nay Quan Thái sẽ quay cho anh em mình biết về cái lam Đức, lam chính hãng anh em, về lam chính hãng và được sản xuất tại bờ xin. Trong cái clip hôm nay thì nó có hai dòng lam anh em. Đây là lam Etin này anh em, lam Etin lam 50. Đấy thì có anh em thì gọi là lam bánh xe, có anh em gọi là lam trượt thì cũng chính là nó nha anh em. Thì trượt là gì, bánh xe là gì, thì ở trước đây nó có cái bánh xe này anh em. Nó có bánh xe này. Thì hai cái dòng lam này là gọi là lam trượt hoặc là lam bánh xe cũng được nha anh em. Thì lam này là lam sản xuất tại Đức anh em ha. Lam sản xuất tại Đức này anh em. Melzin Germany này. Thì nó là chính hãng nha anh em. Đây Quang Thái có cái hộp nó đây. Cái đây là cái mã số của lam này anh em, 30500 4817 y dài F nha anh em. Y dài F ha. Đây thì y dài G thì nó trên đây anh em. Y dài G thì nó là cái đây. Đây anh em. Y dài G là nó cái đây. Đây anh em ha. Nó có ghi thông số và chính hãng nó nè. Thì nó là nó dài là khả năng loại ngoài là 45. Thế nên nó dài 50. Nhưng mà khả năng nó bắt vô trong máy anh em, nó loại ra là 45 ha. 45 xăng anh em ha. Thì mã số nó đây. Và cái này. Cái mã số này anh em, nó khác nhau, cái nó cũng là lam, nó sản xuất solo thôi anh em. Mã số thì series thì giống nhau rồi á. Cái anh em lưu ý là lam này là lam mình dùng xích 1.3 nha anh em. Đó, xích 1.3 thì Quang Thái cũng có sẵn đây. Anh em hả? 1.3 là gì? 1.3 là cái độ dày 1.5 mm này, cái độ dày của cái chân này anh em. Và nó kết hợp với độ dày của cái lam mình ha. Anh em ha. Anh em lưu ý chứ không thì lam mà 1.3 mà mua xích đây là xích 1.6 này là bỏ vô dùng không được nha anh em. Xích đây là 1.6 thì dùng cho lam Latin ha. Lam Latin bờ xin. Đấy, là lam Latin bờ xin, chứ còn lam đây lam Latin của Đức này anh em. Lam 50 này. Nhưng mà nó vẫn là dùng xích 1.3 nha anh em. Đây, xích 1.3 này anh em để trên lam này. Cái mã số này. Cái mã số của nó lam này. 3003 30 8613. Y dài K nha anh em. Y dài K này anh em ha, đây nè. Mã số ha. Nếu như mình làm chính hãng là nó phải có mã số hả? Và nước sơn nó liền lạc nha anh em. Đấy. 30 8613 dài ke này. Thì đây là lam Latin. Lam Latin về được sản xuất tại Đức anh em ha. Đấy. Thì nó vẫn dùng sơn này, sơn 1.3 nha, sơn Etin chính hãng này anh em. Sơn 1.3 ha. 1.3 mm anh em. Cái này đại khái là cái mương này này. Cái rãnh này là 1.3 mm này anh em ha. Còn sơn Latin của Brazil á. Đây anh em, Brazil này. Thì anh em để ý lên lam này, mã số nè. Để ý lưới mã số anh em ạ. Đấy, mã số là 3003 001 9213. Y dài L anh em ạ. Thì nó đây. 301 y dài L nè. Y dài L nè anh em ạ. Anh em ạ. Và đó cái mã số này. Đấy, mã số này. Mã số nó ghi trên đây là nhìn nó này, nó ghi trên đây ha. 9213 này. Anh em ha. 9213 này anh em ha. Đấy. Và cả hai cái dòng lam như Quang Thái quay đây á thì nó có một cái đặc điểm khác nữa, đó là cái lam này nè. Đấy, lam 50 của Đức này, 1.3 này nè, anh em lưu ý ha. Thì cái đuôi nó này, nó là dùng ốc M8, là dùng cho những cái máy trung và nhỏ anh em. Trung và nhỏ thì đại khái như là MS180 này của Etin này, hoặc là MS250 này. Thì nó dùng cái chân ốc anh em. Chân ốc mà đỡ bắt vô á. Chân ốc đây nè anh em ha. Đó, chân ốc đây nè. Đó, đại khái là chân ốc này nè, là nó là M8 nha anh em. Đấy.
nem lưới ha. Đây, ốc này, ốc là M18 này. Thì những cái dòng Etin chính hãng như MS180, MS170, MS250 thì nó là dùng cái lam trượt này nha anh em. Đó, cái kĩa này này là mương này này là M18. Còn cái lam Latin anh em, lam Latin của Đức và của là bờ là xin này, của Đức này của bờ xin này. Lam Latin thì nó sẽ không có bánh xe và nó có một đường hàng Latin chữ U xung quanh cái đầu lam đây. Nhìn rất là sắc nét nha anh em, hàng chính hãng nha em, không có nhem nhuốc nha anh em. Đấy, thì con ốc này anh em lưu ý là con ốc này sẽ là con ốc M10 nha anh em. Con ốc này này. Đây là quan thay đo cho anh em mình xem. Đấy, thì chơi dòng dòng này thì dùng cho máy lớn hơn anh em. Đây, M10 ha anh em ạ. Ốc này là nó dùng cho những cái máy lớn á. Máy lớn là giống như B82 này. B82 này, 661 này. 6660 rồi anh em ha, lam Latin. Lam Latin mà M10 lớn. Đó, dùng cho những con máy lớn, công suất lớn ha anh em. Là B82, 660, 661 ha. Còn đây là lam trượt của Đức thì nó dùng cho những cái máy nhỏ và trung, ví dụ như 250 là trung này. Còn máy nhỏ nữa là 180, 170 nha anh em. Anh em lưu ý vấn đề đó để mình mua lam mua xích cho nó phù hợp ha. Đặc biệt là anh em không có không, thứ nhất là không mua lộn, thứ hai là không mua lầm. Đó, thì hai tiêu chí đó thôi. Đấy, cái clip hôm nay thì con Thái cũng muốn giới thiệu với anh em về những cái yếu tố mà để mình mua cái lam cho nó đúng theo cái chân loại máy của mình và nó đúng theo cái giá của thị trường ha. Cho mình đừng có mua lầm ha. Và đồng thời con Thái sẽ báo giá luôn. Báo giá luôn cái lam như thế này, lam không nha anh em, lam không. Lam trượt anh em hay là gọi là lam bánh xe á của Đức này anh em. Lam năm ha, giá là 1.150.000 bao vận chuyển nha anh em. Gần mini anh em ha. Đó, về là xài xích là 9.000 mắt, xích của lam Đức là 130 nha anh em, 130 này, đường chân 130. Về lam Latin này, lam Latin của Đức luôn cũng 1.150.000 ba vận chuyển nha anh em. Đấy, và nó dùng là 30 mắt xích này, còn lam bánh xe thì dùng 30 mắt rưỡi nha anh em. Về lam Latin của bờ xin này, Latin là nó có cái đường hàng này anh em, liền lạc ha. Không có nhem nhuốc nha anh em, thì giá là 1.050.000 ba vận chuyển nha anh em. Và lam Latin của Đức anh em thì nó chân 1.6 là cái chân này này, 1.6 mm anh em lưu ý ha. Đó, thì trên lam lúc này nó có ghi nè. Đấy, lam Latin của Đức, lam Latin của bờ xin là 1.6 mm này, là cái chân á, là cái mương này, cái rãnh của nó này. Và Latin của Đức này thì chân nó 1.3 này anh em ha, 1.3 mm này. Đó, thì cái rãnh nó này. Đó, anh em mình biết đường nữa mà mua xích nhé anh em. Đó, xích này xích tâm bè này, xích tâm bè này mà xích Đức luôn. Đó, xích Etin chính hãng luôn. Đó, và đây là xích 1.6 này. Thì xích này 9.000 một mét nha anh em, 9.000 mét, 30 mét thì anh em mình nhân lên 270 ha. Còn cái này thì 9 30 mét rưỡi. Cái này, cái dòng này thì cái dòng sơn trượt thì nó dài hơn nửa một chân ha, một chân ha anh em ha. Và cái nặng anh em thì cái lam trượt này, lam trượt Đức này thì nó nặng là 700 g anh em ạ. Còn lam Latin thì nó dày, nó nặng hơn thì nó là 1.1 kg nha anh em, 1.1 kg ha. Và cái chiều dài của cái lam trượt á thì cũng là lam năm nhưng mà nó sẽ dài hơn và nó ốm hơn anh em ạ. Nó dài là 50 này, nó dài tổng thể là 50 này anh em thấy không, 50 này ha. Và cái chiều dài của lam Latin thì nó to hơn, có nghĩa là nó to hơn nhưng mà nó dài có 47 thôi nha anh em, dài 47. Cái chiều này nó to hơn ha, cái chiều này là nó 8 phân. Còn cái lam trượt thì chiều này nó có 6 phân 2 thôi anh em, 6 phân chính xác luôn, chỗ phân luôn anh em, 6 phân hả, 6 cm anh em, 6 cm. Còn cái lam Latin thì nó lớn hơn hả, nó tới 8 cm này anh em. Đấy, thì clip hôm nay theo Quang Thái cũng muốn gửi đến anh em đỡ biết về nhận định về lam xịn, lam chính hãng, lam chấm ba, lam chấm sáu, xích giá lam anh em ạ. Thì lam chính hãng thì anh em dựa trên clip này thì biết ngay để khỏi mua lầm ha, khỏi mua lầm nó lãng phí ha. Và nó thì clip hôm nay Quang Thái cũng xin dừng ở đây ha. Đây, xích chính hãng này anh em ha, xích chính hãng, Etin chính hãng ha.
Xích này là xích chấm sáu nha anh em, có ghi trên này luôn. Chấm sáu dùng cho lam Latin của Brazil á, chứ còn xanh Latin của Đức á thì dùng xích 1.3 thôi anh em. Thì con Thái cũng xin dừng clip tại đây. Chào anh em nhé. Chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những clip này nhé. Bye bye anh em nhé.